các bạn, mình tên là Philip. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Domingo. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Tom. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Philip Vlog của Sống ở Châu Phi. Hôm nay là chủ nhật các bạn ạ, cuối tuần. Thì anh em mình nói chung là hôm nay thì mình cũng vào trong farm, thế nhưng mà cũng xem công việc ở trong đấy, nhưng mà không quay lại video ở trong farm. Và ngày hôm nay thì có về để muốn đi xuống dưới nhà bé Tù để thăm gia đình em ấy, cùng với cả là thăm mấy cháu con nuôi của mình đó. Thì như mọi người biết là năm ngoái ấy, có cái Tù có 4 cháu lớn, thì mình đã làm thủ tục nhập học cũng như là mua sắm tất cả mọi thứ để cho các cháu đi học rồi đó. Thì năm vừa rồi thì là cũng không may con trai của bé Tù mất, thì bây giờ là lại có thêm một cháu nữa, thì bây giờ cũng đang đi học các bạn. Tổng bây giờ vẫn là 4 cháu đang đi học. Cũng lâu lắm rồi mình không đến nhà em bé Tù để thăm xem là gia đình nhà em ấy bây giờ như thế nào. Thực tế thì ngày nào cũng gặp mặt, cũng đi làm cùng nhau rồi, có cái là vợ con của em đấy, rồi là nhà cửa như thế nào, thì đúng thực tế là lâu lắm rồi mình không xuống. Ngày hôm nay xuống thì cũng nói chung là không có gì cả, thì cũng mua sắm cho em biết ít đồ rồi, chủ yếu là mua cho em bé Tù can dầu ăn này, rồi là mua cho các cháu ít bánh kẹo, với cả là mình có mang cho em đấy tầm khoảng độ một tạ cái ngô hạt đấy. Đó, thì để cho em ấy đi xay ngô, lấy bột ngô để ăn các bạn. Đó, mua bao gạo 25 cân thì nó chỉ ăn được, thì gia đình em bé Tù chỉ ăn được vài hôm là hết các bạn, bởi vì nhà bây giờ 9, 10, 11, 12 người, nó thế nên là cái nhu cầu về lương thực nó rất là tốn. Đó, và một điều rất là đặc biệt nữa là bây giờ các bạn này, khu nhà em bé Tù đây bây giờ là đã có bóng điện cao áp rồi này. Đó, buổi tối là bây giờ là ban ngày họ cũng đang bật luôn này các bạn này. Đó, ban ngày mấy anh điện lực các anh ấy cũng bật vẫn sáng nhá. Đó, chỗ này là buổi tối sẽ sáng này, từ đây mà về tận tít phía dưới kia cuối cùng đấy là toàn bộ là đều có điện cao áp cả. Đó, đây là bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cái tuyến đường này làm thành cái đường nhựa nữa là ok thôi, săn làm đường nhựa là đẹp tuyệt vời luôn. Còn điện tất cả mọi thứ thì ok rồi. Giờ đi vào để xem tình hình nào. Không biết là nhà cửa có cái gì thay đổi không. Đây các bạn, đây là bao này là ngô các bạn, mình mang ngô đến tặng em ấy, đến gọi là hỗ trợ đây. Chứ còn bây giờ mang bao gạo đến thì nhà em mới ăn được vài hôm thì hết rồi. Hôm nay. Obrigado. Ah. Yeah, I'm good. Que? Nisa. Tá bem. Tudo bem? Đó, đây là con gái cả của bé Tù. Còn đây là con gái lớn thứ hai của bé Tù. Đó. Đó, xem nào. Saúde. Thanh niên của Pascua, con gái của bàn xoa đây nữa này. Ui giời, đồng thế. Ui giời. Đây, đi thế nào. Primeiro, segundo. À, terceiro, né? Terceiro. Quarto, quinta, sexta, sétima foi no outro dia. Ah, tira óleo e bolacha. Ah, vợ bé Tù, mulher. Foi na aldeia. Amanhã vamos recolher milho. Ah, sim, aqui porque a fubá está muito caro, é melhor recolher milho, é moer. Depois a fubá fica dentro de casa. Daí. Come on. Đã bé Tù đã. DVD nhé. Rồi. Mấy đứa đi vào trong nhà đây. Va entra. Anisa va DVD. Thôi. Leva que la saco también. Đó. Nói chung là bây giờ thì được cái thì nhà em ấy cũng chịu khó trồng các loại này. Chỗ này là cà ghém các thứ này.
Cà ghém này là để phục vụ cho gia đình ăn uống này. Bên này thì có rau này, đó, rau củ này. Hay giờ tới đây, đây. Ông này ông ấy lấy lúa trong trang trại về đây ông trồng này các bạn này. Anh này lấy lúa ở trong trang trại về trồng này. Đó. Chỗ bông đẹp rồi này. Esse morango. Morango. Hoje se tinha levasse mesmo bocado, agora começou a se nascer. Quando se nascer, vou partir, vou meter na terra, que aí vai fechar. Daí, milho daí. Come on, chefe. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado, meu chefe. Obrigado. Amanhã levar no Nhân. Tá bem, chefe. Para moar. Muito obrigado. Obrigado, chefe. Tá, esse aqui para levar no Nhân, para moar aí. Sim, sim. Agradeço muito. Tá. Oh, esse lá vamos segurar. Anda. Hey, là tao à giúp đây. Cuidado. Rồi. Thôi xem điện đóm trong nhà thế nào. À. Vẫn điện vẫn ok các bạn, vẫn có điện. Đây, bếp ga, bình ga đây là trước mình có mua đây, vẫn ok ổn định rồi. Rồi. Xem đi cô gì nha kì. À xem đây nè. Thank guys. Thank. À ok. Rồi. Amigo, vai no carro, vai. Lá não tá tranca. Beto, chefe? Você não sabe plantar arroz? Chefe, não aqui. Fica próximo assim. Tinha que levar mesmo assim na mão. Agora chegar aqui, meter aqui, aqui, se nasceu. Tira. Tinha que levar mesmo bocado. Tira bocado, planta assim. Agora o chefe, porque já começou a produzir. Tira mais assim, não dá. Agora, aquele que tinha que levar naquele dia está aqui. Ah, meti lá um pouco de amônio. Roubava amônio também. O chefe é bocado. Quero que quando vou recolher, até com a semente, vou experimentar mais aí. Vamos regar, vamos ver se vai dar. Sim, se vai sair bem. Sim. Vai plantar aqui. É. Preparar bem o terreno. É isso. Vamos ficar lá. Quero que meteu mesmo bem. Se tirar onde? Aquilo que plantamos, outro andava ele com água, embaixo daquela estalha. Agora eu apanhei mesmo no capim. Ok. Agora isso mesmo que andei tirar pouco a pouco é morango. Các bạn, cái lúa nhá, cái giống lúa này đúng là ok đấy các bạn. Về đây nhà em bé Tù, em mới trồng này, cái ré này nó ra nó rất là dài. Đó, và những cái đồng này rất là to này, giờ bắt đầu đang phật này, đó. Như tầm này là đẹp rồi. Esse agora só regar. É só regar. Não meter mais nada. Tá bem. Ở đây dâu tây này là cũng lấy ở trong trang trại về đây. Já tem morango? Ah, acho que ainda. Ainda. Này, esse também pode tirar, né? Ah, essa manhã vou tirar. Cortar aqui, vai plantar. Tem que fazer galera, não fica aqui. Sim. Deixa fazer galera. Sim. Vai plantar esse lado. Primeiro vou montar o ar e depois vou meter canela. Tem muito chá. Đó, vào nhà nó gọi chung là mùa này các bạn, mùa này thì ok ấy. Ngày xưa trồng cây bầu đây mà xong cuối cùng mới phá cả đàn bầu ấy, xin tao còn đi. Os pau vinha apodrecer, agora lixo andava a entrar na cachimba. Hoje o chefe tirei. Fazemos, acendemos mesmo. À tarde vamos acender, andamos que se acabou. Quando vou plantar mais, vou cortar mais de outra vez. Tem semente lá no fazenda? Ah, sim. Amanhã vou levar, se não esqueci. Tira a semente e meter aqui. Tá bem. Lắm cây hoa các bạn ấy. Hoa này. Hoa này, nhiều loại hoa. Đây là hoa cái gì đây? Nói chung là mùa này, mùa mưa này thì ở chỗ nào, nhà nào cũng đẹp các bạn ạ. Nhà nào cũng đẹp. Nó... Yeah. Agora que eu chefe, os da gente vinham. É que meteram esse postalete com esse cabo. Agora, daqui a duas semanas, não vamos tirar mais aí nesses pau de posto, esse posto de pau. Vamos tirar naquele betão. Ele que pica fio. Porque agora vamos trabalhar com aquele... Onde é que está o nome? É PT. PT, né? Vai sair mesmo lá. Agora ele parece... Vamos vir ligar mesmo esta semana. Então esse, ele vai tirar? Esse vamos tirar. Esses postos mesmo de lenha, tudo vai sair. Ok. Đó các bạn, cái bên thợ điện, bên sở điện ấy, họ đến họ thay cho cái cọc điện này, cái cọc sơn trắng này là họ mới thay này, dây họ vẫn đang để chờ
Và cái đường điện này ấy, thì là nó sẽ kéo trực tiếp ra cái cọc bê tông ngoài kia, chỗ đèn cao áp kia các bạn kìa. Đó, bây giờ đấy nó mới có cái đường điện mới. Sau này thì thợ điện họ đến, họ sẽ thu hồi toàn bộ cái đường dây cũ này. Ngày xưa mình mua mấy trăm mét đường dây các bạn ạ. Đó, họ sẽ thu lại toàn bộ cái đường dây này. Và tất cả những cọc gỗ này họ sẽ bỏ đi. Đó. Anh tao quan ESC post to the power, ele vai cortar. Ele, não, me falaram que o dia que vamos ligar está aqui, esse posto tem que tirar. Ah, eles não querem que no bairro vai ficar mais esses pau. Ah, só okay. Querem mesmo betão. Então, aquele, você só tirar esse frente? É só. Esse número desse assim, não tira. Sim. Porque aquele que estava aí, é aquele Pasquale que tinha levado. Ah. Então também lá. Ah, ok. Sim. Đó, vừa rồi thì cũng nuôi gà, nuôi vịt. Thế nhưng mà dịch các bạn, bị vào cái mùa dịch năm ngoái, chết hết sạch không còn nào. Ê, gà lên nhà gọi được toàn, notifica này dùng. Ô, chef, tudo morreu mesmo com a doença. Quase doença, a galinha é bom mesmo se é comprar esse tempo. Mas, ô, chef, agosto, setembro, outubro, tudo mesmo morre. 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 Ok. Poxa. Esse rama, sao lá no fazenda também? Ah, no fazenda. Tenho plantar lá, depois tirei, meti aqui. Tem que fazer galera. Ô, chefe, só meti para conduto, porque cuia essa rama. Conduto. Não. lấy khoai ở trong trang trại về trồng các bạn. Mình phải làm luống. Đó, chỗ này, đây ở đây có cái cây này là ngày cây đuổi muỗi các bạn. Ngày xưa lúc mình về Việt Nam, mình cầm sang. Mình cầm sang được mấy cây thì toàn bộ mình đều trồng ở trong nhà em bé tù hết. Đây, cái cây này gọi là cây gì? Cây xạ hương nhu hay là cây gì? Đây. Đó, toàn bộ những cây này là mình trồng hết ở đây. Rồi quay ra phía đằng kia và đằng sau kia nữa. Ồ, ta sẽ cao tu được Sophie Caes. Chefe? Ta Sophie Caes. À, isso se nasceu mesmo assim. Cây này thơm cực các bạn, cây này là mọi người chiết xuất tinh dầu để làm cái hương đuổi muỗi rồi là tất cả mọi thứ này. Thơm lắm. O pai também tinha levado lá um pouco, lá já saiu bem. Esse medicamento? Sim, o pai anda fazendo, seu chefe. Tira essa das folhas, freve água, depois toma. Assim no peito mesmo não dói, aqui. Não dói. Quem disse? O pai andava encontrando coisa na gabela, quando estavam há muito tempo, jovem, andavam indo na gabela. Disse que ela só que andamos encontrar esse tipo de medicamento. Bác nói là cái này như bố bé tù là cũng lấy một cây về dưới cái trồng, đó, về dưới quê thì là cũng ok rồi. Bác nói là cái này là lấy lá, đun nước uống, không bị đau ngực, rồi đau người, đó, bảo là cái này từ ngày xưa thời trẻ thì bác đi đâu ấy là cũng gặp rồi đó. Thế là bây giờ cái này mình mới biết thêm đây là một loại thuốc nữa. No planta si tempo no planta bobra, ok. Ah, bobra so bocado aí na brigela. Plantei lá um pouco. So tem muito rama aqui. Agora aquele pepino é o lindo que tinha me dado a semente. Tinha tirado no banco com aquele tipo aí. Já saiu? Ah, tem já, tem só bocado. Pepino? Ừ. Đó. Thanh niên này là năm ngoái vẫn còn bé đấy các bạn. Đó, lúc nào cũng cởi chuồng chạy, giờ đã lớn như này rồi, ok rồi. Ma siêu. Rồi. Esse dia criança não vai à escola. Estão ainda em férias. Ainda vão começar dia que? Dia 22. Dia 15. Que mês? É segunda-feira da próxima semana. Dia 15 de... Oh, hoje dia que é? Hoje? Hoje é 7. Hoje dia 7, né? Falta uma semana. Sim. Vai começar? Sim. Ah, ok. Oh, não é de férias de um mês ou dois meses? É só um mês. É só um mês? É só um mês. Elsa, agora estudar que mês? Que aqui que? Classe? Seta? Sim. Ok. Já sabe escrever bem? Sim. Đó các bạn cũng là lâu rồi cả bao nhiêu tháng nay mình không vào nhà
không vào nhà bé Tù. Đó, thì hôm nay vào đây thì lại vợ mới cả là con trai út thì không có nhà. Ô bé Tù ơi, cái tớ phi lưu ti mua cái rạp bao mình đi nè. Em đi nè. À. Em đi nè. Con gái các bạn. Thì vợ đưa cháu về dưới quê rồi. Ở dưới đấy thì thực tế là gia đình ở trên này thì cũng không có ruộng đất gì, thế là về quê, ở quê và ngày xưa ở quê thì vẫn có mấy ruộng trồng được ít ngô ấy. Thế nhưng mà hôm trước thấy bác trai điện lên nói là bị lấy trộm đó. Với cả là thời điểm này gia đình cũng không có gì ăn cả, thế nên là vợ đưa con về đấy để đi thu ngô. Thu ngô sau đó thì mang về đây để mang đi xay để lấy bột ngô để ăn các bạn. Đó thì vừa nãy mình cũng tặng cho em đấy tầm khoảng 1 tạ ngô hạt các bạn. Thì mai mốt thì sẽ mang ra nhà anh Nhân đấy để nhờ anh ấy xay cho bé Tù. Thì thực tế là 1 tạ ngô hạt này thì ăn cũng nếu mà gia đình nhà bé Tù chắc được tầm khoảng độ nửa tháng. Ê thì xanh kilo với con Tù tên không? Xanh kilo. Ô chê phê hoa kì nà nó xa gà xa. Ê 3 kilo. Todo mesmo. Đi a đi tarde. Mas 100 kilo acho que 2 meses completo chega. Rugando, chefe, de manhã mata bicho não, de dia mata bicho, agora de tarde. Cada dia 3 quilos, é mês. Mês 100 quilos. 100 quilos, mês, 30 dias. O chefe, tipo, não chega. 30 vezes 3, não é 90? Ah, sim, sim, 90. Só como é que fala 2 meses, não é? 3 quilos. Não sabe. O chefe, às vezes, essa amistad, se vixe lá pouco de dinheiro, compra massa ou arroz, mas agora amanhã fuz. Assim é uma vinda. Não, chefe, agradeci muito. Muito obrigado. Ok các bạn, ngày hôm nay thì anh em mình cũng nói chung cuối tuần nữa tranh thủ thời gian đi xuống thăm gia đình nhà em bé Tù rồi, cũng lâu lâu rồi mình không vào. Thì nói chung là cũng không có cái gì nó lạ quá, chẳng qua là bây giờ thời điểm này vào trong nhà thì là cây cối nó xanh tốt hơn, nó ok hơn, nó rất là đẹp. Ui giời. Cái này là hình như nhà mình có này các bạn này. Esse medicamento, né, Beto? Ah, medicamento, chefe. Esse muito bom. Lên cả tầm mệt. Cây này là mình nhớ không nhầm là ở Việt Nam nhà mình có một cây này. Cái này là cây thuốc này. Đó, nó ra cái chùm hoa trắng trắng như thế kia. Đó, nó ra cái chùm hoa trắng như thế kia. Đó. Cái cây này là đau xương khớp rồi các thứ này, nói chung là rất là tuyệt vời cái cây này. Biết rồi, đây cây bông biết rồi. Cái này là cây bông. Agora aqui o chefe se no corpo não tem sangue. Tira as folhas e freve. O chefe tipo é sangue mesmo. Você toma, não pode mais te meter sangue. Essa mesmo, essas folhas. Sim. Chỗ này là toàn cây thuốc thôi các bạn, toàn cây thuốc thôi. Chỗ này thì rau thơm thì bạt ngàn đi rồi. Thỉnh thoảng em bé Tù vẫn có hái rau thơm lên nhà cho anh em mình. Ok các bạn thì thôi, video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình ngày hôm nay. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Chào các bạn.